Creative reuse of industrial heritage sites can not only offer visitors new experiences, but also transform old buildings into creative hubs. The Xylem Train Factory, an old and rusty factory that was scheduled to relocate from its current site, has been transformed into a creative hub with new functions. This factory holds significant historical importance as an important industrial facility in Vietnam's railway industry for the past 120 years. The complex now includes historical documents about many other industrial heritage sites in the capital city. Furthermore, it embodies the creative spirit of young Vietnamese artists who are seeking ways to renovate old buildings in an attempt to preserve local cultural and historical values. Join us in this week's edition of Culture and Lifestyle to discover more about this creative hub. This nearly 100-ton locomotive head is currently on display for the first time at the Hanoi Creative Design Festival 2023. Ngày hôm nay tới thăm đây là để giữ lại cái kỷ niệm, rồi những cái này nó sẽ thay đổi đi, có khi nó đập phá xây dựng lại cách khác. Thì cái khi đó mình nhớ lại cái cũ. Mấy chục năm ở đây rồi, chỉ lượn ở ngoài thôi. Hôm nay bắt đầu là bước chân vào để xem cụ thể nó to, nó rộng, nó cao lớn như thế nào. Visitors to the Xylem Locomotive Factory experience a range of emotions from excitement to surprise and eventually become overwhelmed by the vast space. Here, visitors can observe the remaining machinery and equipment while also immersing themselves in contemporary art pieces. The factory's workshops, which have been struggling to remain active for decades, have now been transformed into exhibition spaces. Bây giờ những cái dầm sắt như thế này, những cái khung nhà sắt máy như này, biết bao nhiêu chúng ta mới xây lại được. Bây giờ có bao nhiêu tiền chúng ta mới xây lại được. Thế chi bằng cái khung nó vẫn còn đang rất là tốt. Và chúng ta sẽ làm thế nào đấy để chúng ta vẫn sử dụng nó, chúng ta biến nó trở thành những việc có ích. Tôi đến đây, tôi thấy họ chụp rất nhiều những cái công cụ đây, cái cầu máy này, mọi người chụp rất nhiều. Tôi nghĩ đấy là nó đánh thức cái ý thức của người ta và người ta nhận thấy đây vẫn là vẻ đẹp. Nếu như ở đây thành một quận nghệ thuật thì sao? Và nó trở thành một thành phố nghệ thuật thì sao? Đất nước mình nó sẽ phát triển lên rất nhiều nghệ thuật và các bạn trẻ sẽ có cơ hội để ước mơ, để làm những cái tác phẩm rất lớn. Young architects, visual artists and creators have utilized the distinctive space and raw materials of the railway industry to create a visually captivating experience that delights spectators. One of the highlights is the exhibition Architecture, Factories, and Retracing the Modern Dream of the Recent Past. Đây là một cái nhà kho mà gần như là khi mình vào nó không thể thở được, bởi vì nó một lần nó bị dầu loang này. Và cái nhà kho này nó chứa rất nhiều đồ mà không sử dụng từ rất lâu rồi, mái thì bị rột. Khi bắt đầu thiết kế cái pavilion này, mình cũng phải chia ra những mảng khác nhau, những khu khác nhau. Ví dụ như ở đây, cái khu đầu tiên đó là khu nghiên cứu lưu trữ và lý thuyết hóa. Cái khu thứ hai, thử nghiệm về nghệ thuật sắp đặt, cái concept về một khu khảo cổ. Anh muốn là những cái thực thể này, nó giống như là một thứ mà mình được đào bới và tìm thấy nó. Chứ nó không phải là một thứ mà mình đem đến, mà nó đã ở đây từ lâu rồi. Khu thứ ba thì là một khu tôi muốn mời cộng đồng đưa đến những cái ý tưởng cải tạo nhà máy hay việc tìm ra giải pháp cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái khu cuối cùng đấy là trưng bày các đồ án sinh viên về di sản công nghiệp. Nếu chúng ta muốn bảo tồn một di sản, không có nghĩa là chúng ta nên đóng kín nó, chỉ phủi bụi nó đi và làm cho nó đẹp và không ai được động vào nó thì đấy không phải là di sản. Di sản nó phải có một cuộc sống mới.
In the Hot Workshop Architecture and Art Space, relics of an old industry are juxtaposed with contemporary designed items, creating a vivid contrast. Xưởng nóng là một trong những phân xưởng nhiều thách thức cho chúng tôi khi mà nhận lời thiết kế không gian này. Bởi vì thứ nhất là phân xưởng khi mà đến đây thì mọi người không hình dung được là phủ một cái lớp bụi rất là dày. Ngoài ra thì các máy móc được bố trí nó hơi lộn xộn một xíu. Đó, nhưng mà cá nhân tôi thì nhìn thấy vẻ đẹp của phân xưởng qua những cái hệ cấu trúc dầm tường sàn, những cái ánh nắng mà lọt qua các khe mái. Đó, và những cái dấu ấn thời gian nằm trên các cái bề mặt của vật liệu. Chúng tôi lựa chọn là tạo ra một cái cấu trúc không gian như bạn đang đứng ở đây. Nó giống như là một cái hành trình để dẫn chúng ta trải nghiệm phân xưởng ở trong những cái góc nhìn rất là khác nhau. Chúng tôi chủ đích đặt chúng rất là tự do để cho mọi người cảm giác như mình không được dẫn dắt một cái gì cả. Tự do khám phá thì đấy là cái mục đích của chúng tôi. The various perspectives and approaches of artists toward the Zalem Locomotive Factory demonstrate their desire to preserve the spiritual values that have been passed down through generations. It also represents their aspiration to convert this space into a repository of memories.